Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì chiều hôm nay Duân lại tiếp tục có mặt tại xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để gửi đến cho quý anh chị một cái lô đất có tổng diện tích là 7 sào 2, tức là 7.226m2. Thì lô đất này á, nó có sẵn là 4 mặt tiền nha mọi người. Cái mặt tiền ở trước mặt quý anh chị đang thấy đây là khoảng tầm 73m mặt tiền đường này nha mọi người, 73m. Và cái mặt tiền đường bên hông của nó là được 77m. Mặt trước này của nó là được 80m nha mọi người. 80m. Thì cái mặt tiền đường trước này á là mặt tiền đường bê tông. Đó, như quý anh chị đang thấy đây, đường này là đường chính nha mọi người. Nếu mà quý anh chị đi thẳng á thì sẽ về lại là đường tỉnh lộ 765. Còn quý anh chị rẽ phải theo cái đường này thì sẽ về lại là xã Quảng Thành. Thì tường ngay tại vị trí đất này á, nó cách Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, chợ Quảng Thành, đường chính Kim Long Quảng Thành và đường Quảng Thành Lâm Sang thì khoảng tầm một cây số nha mọi người, khoảng tầm một cây số thôi. Lô đất này hiện tại đang trồng tiêu và một cái trái cây, và có sẵn một cái căn nhà cấp 4 này. Đó, trái cây đây nha mọi người. Sâu đất nha mọi người, đất đỏ Bà Giang đó. Thì lô đất này thích hợp cho quý anh chị nào mà mua để mà đầu tư phân lô, hoặc là trồng một ít trái cây, và mình sẽ làm một cái khu nghỉ dưỡng thì rất là đẹp luôn. Thì cái ranh đất của mình từ ngay chỗ này nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ chạy một vòng của lô đất này cho quý anh chị xem. Đó, đường ở trước mặt quý anh chị đang thấy đây, đường này sẽ đổ bê tông. Đó, hai bên thì người ta đã hiến đất vào và chuẩn bị làm đường bê tông. Đường này thì chạy vào những cái hộ dân ở phía trong và những cái thửa đất ở phía trong nữa. Đó, đất rất là đẹp. Đường xá này kia thì đường này á của nó là đường 5m nha mọi người. Đường 5m. Đó, khu dân cư này rất là đông. Điện nước, wifi đầy đủ. Đó, có sẵn một cái căn nhà cấp 4 này. Đó, mặt này là mặt bê tông nha mọi người. Mặt này của nó là được 77m. Đường này thì rộng khoảng tầm 3m thôi. Đó, đường ở trước mặt quý anh chị đang thấy đây là đường nhựa. Nếu mà quý anh chị rẽ trái á, thì đi về lại là đường ấp 3 xã Lâm Sang, đi ra tỉnh lộ 765 của huyện Cẩm Mỹ. Còn quý anh chị rẽ phải á, thì đi về lại là đường 765. Và đây là mặt tiền đường nhựa nha. Thì cái ranh đất của mình từ ngay chỗ này, mặt này của nó là được 87m. Đó, mặt tiền đường nhựa rất là đẹp. Đường này á, thì quý anh chị nào mà mua thì có thể là dọn cỏ hai bên ra thì rất là rộng luôn. Tại vì chủ nhà không có dọn cỏ cho nên là nhìn nó hơi nhỏ một xíu. Nhưng mà đường này vậy thì quá ok rồi. Đó, đường ở trước mặt quý anh chị đang thấy đây là đường bê tông. Bốn mặt đều rào lưới B40. Đó, thì mặt tiền đường bê tông này là khoảng tầm 80m nha mọi người. Thì quý anh chị nào mà quan tâm tới lô đất này á, thì liên hệ cho em số điện thoại là 0935 72 12 72, gặp em để xem đất và thương lượng giá nha.